Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với sân vận động Hoàng Mai để đến với loạt trận thi đấu thứ hai vòng đấu tứ kết của giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Bia Sài Gòn Cup năm 2023 VPLS4. Đây là đội xuất phát của Mobi trong trận đấu này. Trong thành đó là thủ môn số 32 Nguyễn Văn Hưng, số 11 Nguyễn Bá Mạnh, số 19 Lê Thế Mạnh, số 25 Nguyễn Anh Sơn mang băng đội trưởng, số 29 Nguyễn Hoàng Treo, Nguyễn Huy Hoàng, số 38 Đậu Đức Tú và số 99 Vũ Đức Việt. Như vậy là trong đội xuất phát của Mobi chỉ có một cái tên trong số 3 nhân sự bổ sung, đó chính là Hoàng Treo, cầu thủ đã quay trở lại với đội Mobi ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, đội xuất phát của Bê Tông 26 Gia Lai trong khung thành đó là thủ môn số 16 Nguyễn Mạnh Hùng, số 10 Đức, số 38 Phan Đức Trung, số 20 Dung, số 82 Cao Quốc Kiệt, số 89 Đào Ngọc Nam và số 99 đã có mặt để chứng kiến hai trận đấu chuẩn bị diễn ra ở loạt trận tứ kết 2 này. Như vậy là hiệp 1 bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì Bê Tông 26 Gia Lai trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Mạnh Tuấn là người đá biên cho Mobi. Treo bóng, đánh đâu. Tỷ số được mở quá sớm. Mạnh Đen là người mở tỷ số cho Mobi. Một cú sốc đến với đội khách. Ngày phút thứ 3 tỷ số đã là 1-0. Mạnh Tuấn, một những hậu vệ biên phải xuất sắc nhất của HPL, đã có đường kiến tạo quá đẹp cho Mạnh Đen. Họ đã thua An Biên trong trận đấu tranh giải 3. Việt Hải Dương rất ngon ăn. Mạnh Đen là một trung vệ nhưng Mạnh Đen rất tích cực lên tham gia tấn công. Mạnh Đen rất yên tâm khi băng lên thì đã có Sơn Muller lót vào vị trí trung vệ. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Kiệt Cao. Sút bóng không chính xác, bóng ăn ra mù ngoài hơi nhiều. Có khá nhiều những cầu thủ người dân tộc trong màu áo của Bê Tông 26 Gia Lai, hầu hết thuộc dân tộc Gia Rai của tỉnh Gia Lai. Xin chút nữa thì Mạnh Tuấn đã cắt được đường bóng vừa rồi. Ta một lần nữa xem lại pha đi bóng và dứt điểm tốt của Mạnh Đen, một cầu thủ được mệnh danh là vua phủi Nghệ An. Dứt điểm, không vào. Đây có thể coi là pha tấn công có nét đầu tiên của Bê Tông 26 Gia Lai trong hiệp 1 này. Cầu thủ băng vào dứt điểm không ai khác, đó chính là Trung Gia Lai. Pha căng ngang của Dung, hai cựu cầu thủ của BIDV Quang Trung đã phối hợp với nhau trong một pha bóng tương đối đẹp. Và cắt bóng chuẩn xác của Mạnh Đen, bóng đến chân Việt Hải Dương rất thoáng. Vẫn là Việt Hải Dương. Dứt điểm ngay, không vào. Pha trích mũi giày như một cầu thủ futsal của Việt Hải Dương. Dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là hợp lý. Mạnh Tuấn đã có một pha block người cực hay, cũng là một pha bóng đậm chất futsal. Không được. Có thể hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Mobi. Đó là sự thay đổi người của Mobi. Trong khi đó thì với Bê Tông 26 Gia Lai, họ đã thay một tân binh vào, đó là Nguyễn Tấn Dũng, có biệt danh là Dũng Quảng, số 14 vào sân để thay cho số 10 Đức. Dũng Quảng là một trong ba sự bổ sung của Bê Tông 26 Gia Lai tại sân chơi VPLS4 năm nay. Ở mùa giải vừa qua thì Dũng Quảng chơi cho màu áo của Spa Lan Ngọc Kiên Giang tại sân chơi FPLS5. Vừa rồi trọng tài xác định có lỗi của Mạnh Đen. Mạnh Đen đã phạm lỗi với Dũng Quảng. Ước mơ lớn nhất. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu mà Bê Tông 26 Gia Lai thi đấu cực kỳ nỗ lực. Vừa rồi là một pha đá thẳng của trung vệ số 99 Thiên Lôi. Lực bóng nhẹ như vừa rồi thì không thể nguy hiểm đối với Hưng Esele được. Đá phạt nhanh, dứt điểm. Tiếp tục là phạt góc cho Mobi. Nhưng theo thông tin mới nhất chúng tôi có được thì ngày hôm nay cho dù có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng Phương Vơ Tù cũng đã không thể góp mặt vì việc cá nhân. Đó là một sự vắng mặt đáng tiếc. Đánh đầu. Bê Tông 26 Gia Lai đã cẩn trọng hơn với những tiểu bóng bổng của Mobi. Việt Đại Dương, tuyến này Mạnh Đen. Bóng đi chạy cột dọc tương đối nhiều.
Vẫn là pha nhả bóng của Việt Hải Dương. Không đủ góc để cho Mạnh Đen có thể tung ra một cú cứa lòng về phía góc xa. Samuel pha lướt đi và bắt vô lê ngay của đội trưởng bên phía Mobi. Một tình huống mất tập trung của Trung Gia Lai. Chỉ cần tiếp xúc bóng chuẩn hơn một chút thôi thì có lẽ đã là 2-0 cho Mobi. Việt Hải Dương dứt điểm không vào. Góc sút không thực sự thuận lợi cho Việt Hải Dương. Anh không thắng được Hùng Pepsi. Coi! Một tình huống mất tập trung của Dương Híp khi mà cầu thủ chạy cánh phải của bê tông 26 Gia Lai, đó là Dung, đã băng xuống một cách âm thầm. Một chút nữa thôi. Và đây là tình huống đá phạt trực tiếp cho đội áo vàng. Sút ngay rất mạnh. Cú sút mất bóng nhưng đáng tiếc là bóng đi không trúng đích. Cắt bóng rất hay, 2-1 Việt Hải Dương không vào, quá đáng tiếc. Việt Hải Dương một lần nữa không thắng được Hùng Pepsi. Khá nguy hiểm. Lại là một tình huống nữa mà khung thành của Mobi bị trao đảo với pha dứt điểm của Dung. Và người tạo ra cơ hội cho Dung lại là đội trưởng Kiệt Cao. Coi không được, vẫn còn Tấn Dũng. Tuyến hai không vào, bóng vào xa đáng tiếc sau pha đá bồi vừa rồi của Căn. Những phút thi đấu rực lửa của các cầu thủ bê tông 26 Gia Lai rất đáng tiếc. Và cả bóng rất hay của Thiên Lôi. Trung Gia Lai sút ngay, phạt góc cho bê tông 26 Gia Lai. Đáy biên. Coi. Dứt điểm. Không vào. Vẫn không vào. Đúng là ngày hôm nay Mobi gặp may mắn. Coi vẫn không vào và dứt điểm của Bảo Lửa. Thực sự ngày hôm nay bê tông 26 Gia Lai thi đấu rất hay. Họ thiếu chuẩn xác ở những tình huống dứt điểm cuối cùng mà thôi. Và cắt bóng tốt của Sơn Muller. Vẫn là Sơn Muller. Sút bóng. Tỷ số là 2-0 cho Mobi. Có thể đây sẽ là dấu chấm hết. Một pha bóng mà đội trưởng Sơn Muller đã tự làm và tự ăn. Anh cắt bóng được trong chân của đối phương, dốc bóng thẳng sang phần sân của bê tông 26 Gia Lai và tung ra một cú sút như đã lại bác. 2-0 cho Mobi ở phút bù giờ thứ hai. Lúc này thì quá khó cho bê tông 26 Gia Lai rồi, cách biệt là hai bàn. Ta một lần nữa xem lại pha dứt điểm như búa bổ đến từ Sơn Muller. Sơn Muller sút mạnh bằng cả hai chân. Bảo Lửa. Trung Gia Lai. Không được. Phút bù giờ thứ tư. Còn sân số 1 vẫn đang hòa một đều. Rất có thể trận đấu đó sẽ phải bước vào loạt luân lưu. Và sẽ là trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết này. Phân định thắng thua bằng... Đánh đâu! Vẫn không vào. Một ngày mà các chân sút bên phía đội khách đã không có được phong độ tốt. Phản đầu của Căn.
Hết giờ, tỷ số là 2-0 cho Mobi với các bàn thắng được ghi vào cầm của Mạnh Đen và Sơn Muller. Hai bàn thắng cách xa nhau rất nhiều, tới 70 phút.